ca ngâm khen ngợi tất cả chư phật ca ngâm khen ngợi phát bồ đề tâm ca ngâm khen ngợi tu bồ tát hạnh Ca ngâm khen ngợi pháp môn tất cả chư Phật thành chánh giác. Ca ngâm khen ngợi pháp môn tất cả chư Phật chuyển bánh xe pháp. Ca ngâm khen ngợi pháp môn tất cả chư Phật hiện thần biến, khai thị diễn nói pháp môn tất cả chư Phật bát niết bàn, khai thị diễn nói pháp môn giữ gìn tất cả giáo pháp của chư Phật, khai thị diễn nói pháp môn khiến cho tất cả chúng sinh đều hoan hỷ, khai thị diễn nói pháp môn nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật khai thị diễn nói pháp môn hiển bày tất cả pháp vi diệu khai thị diễn nói pháp môn xả lìa tất cả các chướng ngại khai thị diễn nói pháp môn phát sinh tất cả các căn lành như vậy khắp cùng mười phương pháp giới từ trên mặt của tỳ kheo hải tràng hiện ra vô số trăm ngàn ước chuyển luân thánh vương đầy đủ bảy báu bốn binh vây quanh phóng quang binh đại xả mưa xuống vô lượng châu báu người nghèo thiếu đều khiến cho đầy đủ khiến cho họ vĩnh viễn dứt hẳn hành vi trộm cắp có vô số trăm ngàn thẻ nữ xinh đẹp đều đem xả thí tâm không chấp trước khiến cho họ vĩnh viễn dứt hạnh tà dâm, khiến cho họ sinh tâm từ, không giết hại sinh mạng, khiến cho họ rốt ráo, thường nói lời chân thật, không nói lời hư dối vô ích khiến cho họ nhiếp lời người khác không nói lời ly gián, khiến cho họ nói lời nhu hòa không nói lời thô ác, khiến cho họ thường diễn nói nghĩa lý thâm sâu quyết định sáng tỏ, không nói lời lẽ theo dệt vô nghĩa, vì họ nói ít dục khiến trừ tham ái tâm không dơ bẩn, vì họ nói đại bi khiến trừ phẫn nộ ý được thanh tịnh vì họ nói thật nghĩa khiến cho họ quán sát tất cả các pháp vào sâu nhân duyên khéo rõ đế lý nhổ gai tà kiến phá núi nghi hoặc tất cả chướng ngại thảy đều trừ diệt việc làm như vậy đầy khắp pháp giới từ hai mắt của tỳ kheo hải tràng hiện ra vô số trăm ngàn ức vầng mặt trời chiếu khắp tất cả các đại địa ngục và các cõi ác đều khiến cho lìa khổ, lại chiếu đến tất cả thế giới khiến cho diệt trừ đen tối, lại chiếu đến tất cả mười phương chúng sinh đều khiến cho xả lìa màng chướng ngu si ở cõi nước dơ đục thì phóng quang minh thanh tịnh. Cõi nước bạc trắng thì phóng quang minh màu vàng ròng Cõi nước vàng dòng thì phóng quang minh màu bạc trắng, cõi nước lưu ly li thì phóng quang minh màu pha lê, cõi nước pha lê thì phóng quang minh màu lưu ly. Li cõi nước xa cử thì phóng quang minh màu mã não cõi nước mã não thì phóng quang minh màu xa cử cõi nước đế thanh thì phóng quang minh màu nhiệt tạng ma ni vương cõi nước nhiệt tạng ma ni vương thì phóng quang minh màu đế thanh cõi nước xích chân châu thì phóng quang minh màu nguyệt quang võng tạng ma ni vương cõi nước nguyệt quang võng tạng ma ni vương thì phóng quang minh màu xích chân châu cõi nước một báu làm thành thì phóng quang minh đủ thứ sắc báu cõi nước đủ thứ báu làm thành thì phóng quang minh một sắc báu chiếu khắp tâm rừng rậm của các chúng sinh